du lịch Thủy Châu. Đông đén luôn. Đây đây. Đây này, đây. Có đứa nào mua vé chưa? Đi vào khu du lịch. Hoàng ơi. Chào anh chị. Biển nhân tạo. Đấy. Đoàn đi toàn gái xính rồi. Có anh nào đặt gái xính đấy không? Đấy toàn gái xính không này. Đấy. À. Bên kia là cái gì? Ôi giời ơi. Tắm ơi chứ. Hôm nay con mít nó nghỉ hè nó vô đây đúng. Ủa trên cái thác kia kìa. Ủa mình có đứa bạt gì không? Như? Có đứa cái gì? Có đứa bạt đi không? Ồ, đã chưa kìa. Trời ơi trẻ con đông. Đúng nha. Hai nha. Đóng ghế nha. Tư. À bây giờ đi xuống có đi đấy không? Tôi vừa quá rủ rồi không biết có đi đấy không? Để tí nữa lại gọi đó.
điện thoại con chụp hình cho. Sáng ha. Đâu rồi? Đi hệ đâu rồi? Hả? Đi đâu ơi gái xinh? Gọi đây mưa. Đi, quanh đây là để gọi đây nó mưa đó. Thôi chỗ nào thôi, đừng bước ngồi trong trời kia kìa. À, hả? Cứ để ngồi đây, sợ nó ngồi nó mưa đó, mưa đó. Bên đó với bà, bên đó còn trống kìa. Chưa về em à? Chị chưa về. Mãi chị mới về. Đang đi chơi khu du lịch Thủy gì? Khu du lịch Thủy Thủy Châu. Đông lắm. Toàn hè trẻ con vô đây. Người ta cắm trại trong đây, người ta ngồi đây, người ta chơi ghê. Ngồi đây đây ra cáo nè. Mà ngồi trên đây không có đi xem được dưới bãi tắm kia. À? Đi ra ngoài kia có quấy biển nhân tạo. À rồi thôi là lại đó. Trời ơi nó đông quá. Ôi ôi. Đóng bà cổ luôn. Người nhặt nhẹt luôn. Đi Vùng Tàu không đóng, giờ đi ở đây không đóng. Chấp thiệt. Ôi giời ơi. Gà chưa? Con nó đông. Đi sang bên khu bên kia kìa. Khu bên này đông nè. À trời ơi, vô đấy ngồi trong cái nhà này không sướng á trời. Như ơi, xuống dưới đấy nè. Hoàng ơi, xuống đấy nè.
người đông nghẹt luôn trời. Người ta kéo cả xé đồ ăn vô đây. Vô trong cái nhà kia ngồi kia. Vô trong cái nhà kia ngồi kia. Trong nhà đó nó rộng lắm. Hả? Trong đó nó khỏi hả? Đóng thiệt á. Tại đang kiến nó tắm. Hả? Ít á hả? Đóng lắm đấy thôi. Người nghẹt nghẹt hết trời. Hồ dân cảo phải đây. Bánh mì, cơm lam, chả lùa, chả giò, nước ngọt, không thiếu cái gì. Buổi sáng chưa về phải đi làm rồi.